truy cập vào dự án bằng đường link địa chỉ đỏhanoi.vr360.com.vn. Ấn nút Play để bắt đầu chuyến tham quan mới. Tại giao diện tổng thể, du khách có thể nhìn thấy bản đồ số thể hiện sự phân bố các địa chỉ đỏ một cách đầy đủ với tọa độ chính xác. Sử dụng tính năng Zoom In Zoom Out để tìm kiếm các địa điểm trong khu vực nhanh chóng. Giống như Google Maps, du khách có thể thay đổi nền bản đồ mặc định thông qua tính năng Map Layer. Lựa chọn một trong bốn nền bản đồ mang đến trải nghiệm đa dạng nhưng không kém phần gần gũi. Du khách có thể chủ động tiếp cận các thông tin liên quan đến các địa chỉ đỏ ở mục tin tức và sự kiện được quản trị viên hệ thống cập nhật liên tục. Đặc biệt trong quá trình tham quan, du khách có thể hỏi các vấn đề đang thắc mắc với hệ thống chatbot AI. Các vấn đề đều được giải đáp một cách nhanh chóng và chính xác về thông tin liên quan đến địa chỉ đỏ. Du khách có thể xem đầy đủ các địa chỉ đỏ Hà Nội trong dự án ở mục danh sách di tích hay lựa chọn giải trí bằng các trò chơi hiện đại được tích hợp trong quá trình tham quan. Du khách cũng có thể lựa chọn tìm kiếm theo bộ lọc từng quận. Khi tìm kiếm bằng cách này, bạn có thể biết được danh sách các địa chỉ đỏ được phân bố theo từng khu vực của Hà Nội. Giải trí bằng các trò chơi hiện đại được tích hợp trong quá trình tham quan. Truy cập nhanh chóng vào chuyến tham quan bằng cách tìm kiếm các di tích theo quận ngay trên thanh tìm kiếm. Bên cạnh đó, du khách có thể truy cập nhanh chóng vào chuyến tham quan bằng cách tìm kiếm ngay trên thanh công cụ tìm kiếm để bắt đầu chuyến tham quan một di tích nào đó. Giao diện tổng quan của ga Hà Nội được hiển thị ngay khi du khách nhấn chọn tham quan. Tự do di chuyển và tương tác với không gian 360 độ. Du khách có thể tham quan không gian tổng thể bên ngoài hoặc di chuyển vào bên trong ga Hà Nội để tham quan chi tiết hơn. Khi muốn chuyển sang một địa điểm mới để tham quan và trải nghiệm, bạn có thể nhấn chọn biểu tượng trở về ở góc bên trái trên cùng màn hình để trở về bản đồ chính. Sau đó tiếp tục nhập tên địa điểm mới mà bạn muốn tham quan để bắt đầu hành trình. Ấn nút Play để bắt đầu chuyến tham quan mới. Tại giao diện tham quan di tích Hồ Hữu Tiệp, du khách có thể xem được có bao nhiêu người đang tham quan cùng mình. Nhấn vào các vị trí màu đỏ để thay đổi góc nhìn, tham quan di tích một cách rõ hơn. Hơn thế nữa, du khách được tự do thực hiện các thao tác di chuyển sang phải, sang trái để tương tác trong không gian 360 độ, ngắm nhìn toàn cảnh di tích Hồ Hữu Tiệp. Trong chuyến tham quan của từng di tích, không cần nhờ đến sự giúp đỡ, giới thiệu của hướng dẫn viên du lịch. Du khách vẫn có thể được trải nghiệm tham quan với MC ảo đã được tích hợp, giới thiệu đến bạn các thông tin liên quan đến những dấu ấn, cột mốc lịch sử gắn liền với địa chỉ đỏ. Khi bắt đầu tham quan, du khách có thể lựa chọn tham quan với ngôn ngữ Anh hoặc Việt và tự do thay đổi trong suốt quá trình tham quan. Du khách có thể sử dụng tính năng vị trí đã được tích hợp để xem chính xác đang đứng trên bản đồ, thuận tiện xem tổng thể vị trí của các địa điểm di tích.
Trong quá trình tham quan, du khách có thể tìm hiểu thêm các thông tin sự kiện liên quan đến di tích lịch sử, văn hóa gắn liền với thủ đô. Bạn cũng có thể lựa chọn di chuyển ngay đến vị trí mong muốn nhờ vào các điểm ảnh đã được tích hợp. Lúc này chỉ cần nhấn chọn vào mục cảnh để chọn ra điểm tiếp theo muốn tham quan trong hành trình khám phá di tích Hồ Hữu Tiệp. Với tính năng công cụ, bạn có thể làm mới những trải nghiệm tham quan bằng cách sử dụng chức năng tham quan, xoay tự động hay chia sẻ vị trí tham quan đến bạn bè và người thân nhờ vào chức năng chia sẻ lên các trang mạng xã hội. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể xem hướng dẫn cụ thể về các chức năng được tích hợp để có được trải nghiệm tham quan tốt hơn. Ngoài việc tham quan các điểm di tích bằng điện thoại, thì du khách có thể đổi hình thức tham quan bằng kính VR để có được trải nghiệm chân thật nhất. Bạn cũng có thể hiểu rõ chức năng của các biểu tượng tại bản đồ chính khi nhấn chọn vào biểu tượng ở góc giữa trên màn hình. Điểm đặc biệt trong chuyến tham quan này chính là tích hợp chức năng phòng tương tác không gian 3D, giúp bạn nhập vai tương tác trong không gian, chia sẻ và trao đổi thông tin với những người tham gia khác. Tại giao diện truy cập ban đầu, bạn có thể tùy ý lựa chọn chế độ tham gia trải nghiệm không gian với 4 chế độ đa dạng như tham gia một mình, tham gia cùng với nhiều người, tham gia với kính thực tế ảo, xem chức không gian. Nhập tên và lựa chọn ảnh đại diện để đăng nhập vào 3D Space. Nhập tên và lựa chọn ảnh đại diện để đăng nhập vào 3D Space. Tại đây bạn có thể lựa chọn các hình ảnh đại diện đã được thiết kế sẵn với các mẫu đa dạng hoặc cũng có thể tự thiết kế cho mình một avatar riêng biệt. Sau khi đăng nhập thành công, bạn nên cấp quyền truy cập micro, âm thanh để thuận tiện trong việc trải nghiệm và tương tác với mọi người. Tại đây, bạn có thể tùy ý lựa chọn sử dụng ngôn ngữ phù hợp, thuận tiện trong quá trình trao đổi và tương tác. Phòng tương tác tích hợp tính năng chia sẻ màn hình và camera giúp mọi người chia sẻ thông tin dễ dàng. Bạn có thể chụp ảnh và gửi đến mọi người trong nhóm chat của không gian 3D. Tự do bộc lộ cảm xúc, giơ tay phát biểu trong quá trình tham gia. Tiến hành trò chuyện, trao đổi với admin đã được tích hợp công nghệ chatbot AI có thể giải đáp các thắc mắc của bạn một cách nhanh chóng và chính xác về các thông tin liên quan đến địa chỉ đỏ. Phòng tương tác 3D cho phép mời mọi người tham gia vào không gian bằng cách sao chép link. Bạn có thể xem thêm hướng dẫn di chuyển trong không gian một cách chi tiết và rõ ràng để có được trải nghiệm tham quan tốt nhất. Xem được các đối tượng có trong phòng tương tác 3D.
Để có thể tìm kiếm và truy cập lại vào phòng tương tác này trong những lần kế tiếp, bạn có thể lưu lại phòng yêu thích để tiện truy cập sau này. Cụm tính năng cài đặt cho phép bạn cài đặt âm thanh, điều khiển và những cài đặt khác để phù hợp với nhu cầu trải nghiệm của từng người. Sau khi tham quan xong phòng tương tác 3D Space, bạn có thể kết thúc quá trình trải nghiệm bằng cách nhấn chọn rời phòng.